Đây là nhạc đường Bá Phổ ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Cây đàn ta lư này đã có tuổi đời hơn chục năm do chính tay nghệ sĩ ưu tú Bá Phổ làm từ một gốc tre, cải tiến thêm phần âm thanh kết nối với loa điện để phóng âm. Còn đây là sáo pí khiu, một loại nhạc cụ hiện giờ còn rất hiếm của người Kháng ở vùng núi Tây Bắc nước ta. Đặc biệt, sáo được thổi bằng mũi. Chúng tôi tìm ra được rồi thì chúng tôi khai thác, chúng tôi phục chế, chúng tôi cải tiến. Chúng tôi nghiên cứu khoa học để cải tiến cả về cái nhạc cụ lẫn cải tiến cả về kỹ thuật diễn tấu để làm sao tất cả mọi cây đàn mà mình có được đều có thể được đóng góp ngang bằng nhau, nó có một cái giá trị về văn hóa để cho tất cả cộng đồng của cái thời đại ngày nay có thể thưởng thức được. Đó mới chỉ là hai trong số gần 200 nhạc cụ hiện đang được nghệ sĩ ưu tú Bá Phổ trưng bày tại không gian nhạc đường Bá Phổ. Ông bắt đầu nghiên cứu nhạc cụ dân tộc Việt từ năm 1959. Nhiều nhạc cụ ở đây là do tìm kiếm, nhưng cũng nhiều nhạc cụ là do ông tự nghiên cứu, tìm hiểu để làm nên. Mục tiêu trong giai đoạn này của mình, điều 1 là bảo tồn và phát triển nhạc cụ Việt Nam. Điều 2 là đánh thức tình yêu truyền thống và lòng tự hào dân tộc cho cộng đồng. 3 là giới thiệu quảng bá với lại các cái công chúng quốc tế về cái nền văn hóa có từ lâu đời của dân tộc ta. Điều 4 là để cái nơi tìm đến cho các nhà nghiên cứu âm nhạc trong nước và quốc tế. Du khách tìm đến đây đều sẽ được thưởng thức âm nhạc miễn phí và được nghe nhạc sĩ Bá Phổ kể những câu chuyện của từng nhạc cụ dân tộc. Trực tiếp đã đến cái không gian của thầy Bá Phổ và cũng chứng kiến nhiều lần thầy biểu diễn. Mình thấy như thầy Bá Phổ đã nhiệt huyết và để truyền đạt lại những cái gì mà thầy đang có cho lớp thế hệ trẻ. Thì mình như thấy cái điều như vậy là rất là đáng quý. Nghệ sĩ ưu tú Bá Phổ đang ấp ủ một ý tưởng, đó là đưa thêm một góc diễn rối nước nhỏ vào không gian nhạc đường để phục vụ du khách đến tham quan. Còn hiện tại, ông vẫn đang ngày ngày miệt mài theo đuổi những giá trị văn hóa truyền thống, âm thanh tiếng đàn của dân tộc.